Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh thiết bị nhà bếp cao cấp của Khánh Vy Home. Mình là Bảo. Chắc hẳn là ai trong chúng ta cũng phải phát ngán khi phải vật lộn với đống chén dĩa sau mỗi bữa ăn, vừa tốn rất nhiều thời gian rửa và lại vừa ảnh hưởng đến da tay của chúng ta bởi vì những hóa chất có trong nước rửa chén thông thường. Vậy nên hôm nay mình sẽ đưa ra một giải pháp giúp giải quyết triệt để các vấn đề trên. Đó là sản phẩm máy rửa chén series 6 của Bosch với mã sản phẩm là SMS68MI04E. Sản phẩm này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức và là một trong những sản phẩm hot nhất thị trường hiện nay. Còn bây giờ thì hãy cùng mình đi tìm hiểu những tính năng và lợi ích mà chiếc máy này mang lại để biết được tại sao nó đang làm mưa làm gió trên thị trường Việt Nam hiện nay nhé. Máy có kiểu dáng hiện đại, được thiết kế để độc lập với sức chứa lên tới 14 bộ bát đĩa đồ ăn châu Âu. Sử dụng gam màu xám sang trọng nhưng cũng không kém phần hài hòa so với các thiết bị nội thất khác trong khu bếp của nhà bạn. Chiều cao của máy là 845mm, chiều ngang là 600mm và chiều sâu là 560mm. Nếu các bạn lắp đặt tăm tủ thì chúng ta có thể tháo phần nắp này ra, giúp máy giảm xuống chỉ còn là 815mm. Và một lưu ý nhỏ, khi chúng ta lắp đặt âm tủ như thế này thì phần hộc tủ chúng ta nên chừa chiều sâu là 600mm vì sẽ còn lắp đặt phần ống nước cấp và nước thải. Phía trước của máy được phủ một lớp keo bảo vệ màu vàng, giúp cho máy không bị chảy xước trong quá trình vận chuyển. Khi chúng ta sử dụng thì chúng ta nên tháo cái lớp keo này ra để máy không bị rỉ sét. Máy được trang bị bảng điều khiển cảm ứng TFT với độ phân giải cao, dễ dàng thao tác với một cái chạm nhẹ nhàng. Máy đạt mức tiết kiệm năng lượng cao nhất là A3+ theo tiêu chuẩn của châu Âu, tính từ thang D tới A3+. Còn bây giờ thì hãy cùng mình mở sản phẩm này ra để xem chi tiết bên trong nhé. Đầu tiên thì máy được làm bằng chất liệu thép không rỉ với 3 dàn rửa linh động, giúp chúng ta có thể đặt được nhiều dụng cụ nấu ăn khác nhau, trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn. Dàn rửa trên cùng được thiết kế để đặt những cái dụng cụ nhỏ như là dao, muỗng, đũa hoặc là những chiếc ly, tách nhỏ. Dàn rửa thứ hai thì chúng ta có thể đặt được những dụng cụ như là chén, dĩa. Ở đây thì nó sẽ có một cái phần ở bên tay phải thì chúng ta có thể đặt những cái dụng cụ nhỏ như là ly, tách hoặc là những con dao, cái kéo. Ở đây thì nó có thêm một cái rãnh để mà chúng ta đặt những cái ly rượu vang. Có cái đế đựng. Ở cái ngăn này thì phần bên tay trái nó có phần màu xám, ở đây thì chúng ta có thể gập lên gập xuống để mà đặt được những cái dụng cụ lớn hơn như là tô hoặc là nồi. Và điểm đặc biệt của cái ngăn thứ hai này là khả năng tăng giảm chiều cao của máy. Thì khi đó thì chúng ta chỉ cần bóp vào hai bên hông ở bên cạnh này thì sau đó chúng ta tăng lên hoặc hạ xuống để chúng ta có thể được điều chỉnh độ cao phù hợp với lại những cái vật dụng của nội thất trong bếp của chúng ta. Ở phía dưới cùng này thì là cái khay lớn nhất thì chúng ta có thể đặt được những cái dụng cụ lớn như là nồi, niêu, son chảo. Ở đằng sau đây thì có thể đựng được những cái ly rượu vang như ngăn ở bên trên này. Tiếp theo thì cái ngăn cuối cùng này thì có được trang bị nguyên phần đằng sau đây, có thể gập xuống để mà đặt được những cái nồi lớn hơn. Và phía dưới cùng của máy thì chúng ta có thể thấy đây là cánh tay quay của cái sản phẩm. Thì khi mà máy hoạt động thì nút sẽ phun ngược lên trên, và trên cái tầng thứ hai này cũng có một cái tay quay tương tự như thế. Thì nên là chúng ta úp bát đĩa thì chúng ta sẽ cần úp ngược chén bát lại để mà nước có thể phun lên chạm tới bát đĩa, làm sạch cái dĩa hơn. Ở phía dưới này thì nó có một cái bộ lọc rác, thì chúng ta chỉ cần vặn ngược chiều kim đồng hồ để mở cái nắp lọc rác này ra. Ở đây là một cái bộ lọc để giúp những cái đồ ăn thừa trên bát đĩa của bạn khi mà rơi xuống thì nó sẽ chặn lại cái bộ lọc rác này. Thì chúng ta nên vệ sinh cái bộ lọc rác này định kỳ. Ở bên dưới đây thì chúng ta có thể tháo cái nắp này ra để mà vệ sinh, chỉ cần dùng cái vòi xịt rửa, xịt lại sơ và chà nhẹ thôi, và cũng khá là tiện lợi. Để mà đóng lại thì chúng ta đặt vào cho nó khớp, sau đó chúng ta vặn theo chiều kim đồng hồ sao cho hai cái mũi tên này chạm lại vào nhau là được. Và ở phía trong cùng này thì chúng ta thấy đây là một cái điểm đặc biệt nhất đối với chiếc máy rửa chén này, đó là công nghệ sấy khô Zeolith, sấy khô lên đến 99%. Đây là một công nghệ tạo ra sự đột phá cho chiếc máy rửa chén này. Công nghệ này hoạt động bằng cách là sẽ hấp thụ hơi nước còn lại ở trong máy sau cái chu trình rửa, sẽ tạo ra một cái luồng khí nóng 3D ở xung quanh máy, giúp cho khô chén dĩa hơn. Đặc biệt là máy sẽ không tiêu hao quá nhiều năng lượng cho cái chương trình này, bởi vì cái công nghệ này sử dụng là bằng cái hạt bán chốt Zeolith. Điểm đặc biệt nhất đó là cái hạt này có thể tự động tái tạo lại sau mỗi cái chu trình rửa, giúp cho chúng ta không cần phải chi phí thay hàng năm. Và đây là ngăn đựng muối, thì chúng ta sẽ bỏ muối ở đây, chúng ta cần vặn ngược lại theo chiều trên đồng hồ, cũng giống như là cái bộ lọc rác ở bên đây. Sau đó chúng ta sẽ đổ muối vào, thì cái muối này có tác dụng là giúp cho máy là làm nền nước và nó sẽ cũng bảo vệ linh kiện cho máy rửa chén. Ở phần cánh cửa này thì chúng ta có thể thấy nhà sản xuất dập nổi chữ Zeolith Drying Technology. Đây là công nghệ sấy khô Zeolith như mình đã đề cập ban nãy. Ở phía trên này thì chúng ta sẽ có hai khoang. Khoang đầu tiên thì chúng ta dùng để đựng những chất tẩy rửa như là viên rửa hoặc là bột rửa. Thì cái viên rửa và bột rửa này có tác dụng như là nước rửa chén thông thường của chúng ta, sẽ làm cho bát đĩa sạch dầu mỡ hơn. Kế bên là khoang đựng nước làm bóng. Thì nước làm bóng này có tác dụng làm cho những đồ như là thủy tinh, sành, sứ trở nên bóng sáng hơn, cũng như là hỗ trợ cho quá trình sấy trở nên được nhanh hơn. Máy rửa chén Bosch SMS68MI04E này có 8 chức năng rửa và 5 chương trình bổ sung. Để biết những tính năng đó là gì thì ngay bây giờ hãy cùng mình đi tìm hiểu nhé. Đầu tiên đi từ trái sang phải thì chúng ta sẽ có nút, ở đây là nút nguồn. Chúng ta chỉ cần nhấn chạm nhẹ vào, sau đó máy sẽ hiển thị là chức năng rửa và thời gian rửa của chương trình đó. Chức năng đầu tiên là chức năng rửa son nồi ở nhiệt độ là 70 độ C. Với nhiệt độ cao như thế này thì máy sẽ dễ dàng đánh bay các vết bẩn cứng đầu và bám lại trên son nồi và chén bát đĩa của bạn. Tiếp theo là chúng ta sẽ có tính năng auto 45 đến 65 độ C. Thì cái chương trình này sẽ tự động đo được độ bẩn có trong nước cũng như là lượng chén dĩa có trong máy rửa chén của bạn. Sau đó sẽ đưa ra cái mức thời gian và nhiệt độ phù hợp để máy được hoạt động trơn tru nhất. Chương trình tiếp theo là chương trình ECO 50 độ C. Chương trình này là chương trình rửa tiết kiệm. Khi chúng ta chọn chương trình này thì máy sẽ hoạt động chỉ tốn 0,83 kW và chỉ tốn khoảng 9,5 lít nước. Chương trình rửa tiếp theo là chương trình rửa im lặng ở nhiệt độ là 50 độ C. Chương trình này sẽ có độ ồn rất là thấp, chỉ 44 dB, phù hợp với những gia đình có trẻ nhỏ hoặc là những người nhạy cảm với âm thanh. Tiếp theo là chương trình rửa nhanh 60 độ C. Chương trình này hoạt động trong 1 tiếng 30 phút. Thì ví dụ bây giờ đang là buổi trưa thì mình đang có tiệc và mình đang cần sử dụng những cái dụng cụ ở trong máy rửa chén này gấp, thì chúng ta sẽ chọn cái chương trình này. Rửa trong khoảng thời gian là 1 tiếng rưỡi thôi, sẽ rất là nhanh. Sau đó chúng ta sẽ lấy những cái dụng cụ đó ra và sử dụng tiếp. Chương trình rửa thủy tinh 40 độ. Ở chương trình này thì máy sẽ làm giảm áp lực nước cũng như là giảm nhiệt độ của nước, giúp bảo vệ những cái đồ được làm bằng thủy tinh hoặc là làm bằng sành, bằng sứ, có những cái họa tiết, hoa văn không bị chảy xước cũng như là làm bể vỡ. Tiếp theo thì chúng ta có chương trình rửa chén nóng ở nhiệt độ là 45 độ C. Chương trình này ví dụ như là mình buổi trưa mình ăn xong mình úp chén vào chiếc máy rửa chén này. Sau đó mình không muốn máy hoạt động ngay tại vì nó còn nhiều không gian ở trong máy rửa chén, cho nên là mình sẽ sử dụng chức năng này để chán sơ bát đĩa đi, để giúp cho bát đĩa không bị hôi, để buổi tối mình mở ra không bị hôi. Và cuối cùng là chương trình rửa chén. Chương trình này thì sử dụng cho những đồ ít bẩn hoặc là không bị bẩn. Chúng ta sẽ chán sơ trong vòng 15 phút thôi, chán mặt lạnh. Ở giữa thì chúng ta sẽ có hiển thị bằng điện tử cái thời gian rửa và chương trình rửa của chúng ta. Ở phía dưới đây nó sẽ cảnh báo hai cái đèn. Cái đèn đầu tiên là đang là cảnh báo muối, là máy rửa của mình đang thiếu muối, mình cần phải bổ sung vào. Tiếp theo là cảnh báo thiếu dầu bóng. Thì khi mà mình bổ sung cả hai cái chất này vào thì máy sẽ tự động tắt hai cái này đi. Bên phải bảng điều khiển đầu tiên chúng ta sẽ có hai phím tăng giảm thời gian hoạt động của máy. Ví dụ đơn giản là bây giờ đang là 8 giờ tối, gia đình mình ăn xong và mình muốn hoạt động vào lúc 11 giờ đêm, thì khoảng cách sẽ là 4 tiếng. Thì mình sẽ cài đặt trên máy là 4 tiếng. Thì sau 4 tiếng này máy sẽ bắt đầu hoạt động. Thì trong khoảng thời gian đó mình có thể làm những việc cá nhân mà không cần để tâm đến máy. Tiếp theo là chương trình rửa chuyên sâu Intensive Zone. Chương trình rửa này sẽ làm tăng áp lực của cái vòi dưới và nhiệt độ sẽ là 70 độ C, giúp đánh bay những vết bẩn cứng đầu và bám lại trên son nồi. Tiếp theo đây là chương trình tăng tốc độ rửa. Chương trình này sẽ giúp giảm 20 đến 50% thời gian rửa của chương trình trước bạn đã chọn. Nhưng có một lưu ý nhỏ nhỏ là chương trình này sẽ làm tốn điện và tốn nước hơn so với bình thường. Ở phía dưới đây thì chúng ta sẽ có chức năng đầu tiên là chức năng rửa diệt khuẩn. Thì cái chương trình này sẽ giúp cho bát đĩa của bạn được diệt khuẩn tốt hơn, cũng như là nhà nào có em bé hoặc là trẻ sơ sinh chúng ta thường tiệt trùng những cái bình sữa thì đây là một cái chương trình hợp lý. Tiếp theo thì chúng sẽ có chương trình sấy tăng cường. Chương trình này sẽ giúp sấy khô hơn những vật dụng như là nhựa, đặc biệt là nhựa tái chế. Và cuối cùng ở đây chúng ta sẽ có là chương trình vệ sinh máy. Chương trình này hoạt động khoảng 1 giờ 30 phút. Thì để vệ sinh máy này sạch hơn sau một thời gian sử dụng thì chúng ta sẽ chọn chức năng này và sau đó cho máy chạy không tải. Và phím ở bên tay phải cuối cùng là phím Start, là mình chọn chương trình rửa và sau đó chúng ta sẽ bắt đầu chạy. Để reset chương trình thì chúng ta sẽ giữ phím này trong vòng 3 giây. Sau đó chúng ta sẽ nhấn vào phím nguồn. Đó, chúng ta bật nguồn lại và chúng ta chọn chương trình rửa mà chúng ta mong muốn. Tiếp theo này thì máy có chương trình an toàn, đó là khóa trẻ em ở tính năng ECO này. Bây giờ mình sẽ chọn một chương trình rửa, sau đó mình nhấn play. Sau đó mình sẽ nhấn vào nút khóa này, mình giữ trong vòng 3 đến 5 giây. Thì máy sẽ hiển thị chữ CL ở trên máy để chứng tỏ máy đã khóa, mình không thể bật cửa ra, để đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Để mà mở khóa thì chúng ta sẽ cần giữ chữ phím này trong vòng 3 đến 5 giây nữa. Như đây là nó đã mở khóa này. Ngoài ra, máy còn trang bị hệ thống Aqua Stop tự động nhắc thiết bị khi phát hiện sự cố rò rỉ nước, giúp đảm bảo an toàn cho máy và cho người sử dụng. Tổng kết lại thì chiếc máy này sở hữu khá nhiều tính năng cần thiết, tiết kiệm điện năng tối ưu và đặc biệt nhất là công nghệ sấy khô Zeolith cực kỳ tiện lợi. Tuy nhiên thì sản phẩm này nằm trong phân khúc giá cao cấp, nhưng nó lại là một chiếc máy rẻ nhất trong các dòng có sở hữu tính năng Zeolith của Bosch, nên rất đáng được các bạn quan tâm, đúng không ạ? Các bạn có thể truy cập vào trang web khánh vy home.com.vn để biết thêm chi tiết của sản phẩm, hoặc tham khảo trực tiếp tại các cửa hàng của Khánh Vy Home để được hỗ trợ sớm nhất. Còn bây giờ thì mình xin cảm ơn và chào tạm biệt.